Mà chúng ta sẽ cái buổi này là thật là một buổi học, là buổi học là cuối cùng của lớp chúng ta nhé. Thì hình như hôm trước một số bạn đề nghị thì tôi đồng ý, tôi sẽ nói một cái buổi về giới thiệu thôi, giới thiệu tổng quan về cái một cái lớp có cái bài tập rất là quan trọng được gọi là quy hoạch hành động. Thì quy động là cái gì? Thì đây là một cái đây cái về quy động thì có thể nó là một cách tiếp cận, là một cái phương pháp chứ nó không phải là một cái thuật lập trình. Nó không phải như là kiểu chúng ta biết về cái khái niệm về thiết kế làm nhân dân, nó không phải như thế, mà nó không phải là một kỹ thuật cụ thể như là kỹ thuật đệ quy hay là kỹ thuật lập trình chia để trị hay là quay lui, mà nó là một cái phương pháp cộng kỹ thuật nữa. Thì quy động nó có những đặc điểm gì? Thì quy động là như này, nó đa số những cái bài tập về quy động ấy, nó là các bài toán về có tính tối ưu, cho nên trong rất nhiều các cái thông thường trong các cái đề thi học sinh giỏi người ta hay đưa ra những cái đề mà liên quan đến hành động, nhưng bản chất của hành động thì không phải là tối ưu, nó có thể tối ưu, có thể là không tối ưu. Thì mình chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về cái mô hình của hành động nhé, nó là cái gì. Vậy quy hoạch động thì nó có thể là không tối ưu và có thể là tối ưu, nhưng mà nó tối ưu thì nó là như thế nào, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái mô hình của phát quy hoạch động, hay là cái nguyên lý của loại nguyên lý quy hoạch động nhé. Nguyên lý của phát quy hoạch động thì muốn hiểu nguyên lý này chúng ta cùng nhau xem lại một chút cái bài toán mà tôi từng nói với các bạn ấy, tức là cái bài toán đơn giản, cái bài toán là hãy cho chữ n, hãy tính cái số Fibonacci thứ n. Chúng ta nhớ lại mình nhé, chúng ta nhớ lại cái bài toán sau đây này, nhớ lại cái bài toán này người ta hay dùng làm cái hình mẫu để mô tả cho phổ thông của hành động. Nhớ lại cái bài toán tính số Fibonacci nhé, n. Chúng ta nhớ lại một chút là cái bài toán Fibonacci thứ n, tức là như thế này, cho cái dãy Fibonacci nó như sau này, là cho là cái f0 thì bằng bằng 0 này, f1 thì bằng 1, còn tổng quát là fn bằng fn trừ 1 cộng fn trừ 2. Đấy. Thì đây là một cái mô hình bài toán mà nó điển hình về 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 điển hình về cái gọi là cái tính đệ quy, cái công thức này là cái sự đệ quy đúng không nào? Đó. Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại cái lời giải của nó nhé, lời giải mà chúng ta từng làm đấy nhé. Lời giải là như thế này, đây chúng ta cùng nhau xem lại một chút. Tôi viết bằng 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 Python như dễ nhất, mình là def này, f này, n này. Đấy, chỗ này. Đây là một cái hàm để tính đầu vào là n và tính cái số Fibonacci thì n, thì chúng ta thấy từ đây ta thấy ngay là if này n mà bằng 0 này thì chúng ta return 0, else if nếu n mà bằng 1 nhé thì chúng ta return 1, còn else thì chúng ta return là f n trừ 1 cộng fn trừ 2, n lớn bằng 2 chúng ta. Thì đây chính là cái lời giải rất đơn giản. Thì cái lời giải này chẳng qua nó là cái mô hình, là một cái bài toán bậc n, chúng ta sẽ hoàn toàn nó là đệ quy, suy về cái bài toán cái bậc thấp hơn. Như vậy là cái bài toán của chúng ta là như thế này, chúng ta cần tính cái fn. Chúng ta sẽ suy về, chúng ta tính được thông qua hai cái hàm là n trừ 1 và fn trừ 2 này. Thấy chưa? Thì cái hôm trước tôi đã từng, các bạn nhớ lại không? Cái bài toán này này, tôi đã chứng minh được rằng, hay các bạn nhớ không nhỉ? Hay là hay, không nhớ tôi chứng minh chưa, hay là không, hay công nhận nhỉ? Chúng ta đã biết rằng cái thuật toán này này thì gọi tên là cái thời gian tính toán của cái thuật toán này thì có thể chứng minh được là nó sẽ bằng gì, nó có cái độ phức tạp thời gian là lũy thừa, chúng ta nhớ là lũy thừa nhé, nó là bằng là kiểu là rất là ô lớn của phi mũ n
Trong đó thì là cái phi này là chỉ là cái hằng số là 1 cộng căn 5 chia 2 làm cái hằng số thôi. Cái này là công thức, này là công thức mà chúng ta đã biết nhé. Và nên là cái bài này cũng đã biết, nhưng mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh được, nhắc lại là có chứng minh về toán học được. Và chứng minh này là học sinh lớp 10 là hoàn toàn hiểu được. Cấp 3 trở lên là hiểu ngon lành luôn rồi, không. Như vậy đây là thế về câu hỏi vì sao nó lại lớn như vậy. Đó, chúng ta nhớ lại một chút nhé. Chúng ta nhớ lại kia một chút này. Để cái này đây câu hỏi, những câu hỏi này rất quan trọng, nó mang tính là pháp luận. Chúng ta nhớ lại cái thuật toán tìm kiếm nhị phân, đúng không nào? Tìm kiếm nhị phân nhé. Phần nhé. Thì cái bài toán gốc của chúng ta ấy, đặt tên là binary search chẳng hạn, binary search cùng cái dãy này toán trước là n và đây là k, thì chúng ta sẽ biến đổi nó về cái dãy, nó về cái dạng gọi cái binary search n chia 2 k. Chúng ta sẽ đưa nó về cái dạng như vẫn có lệ quy, chúng ta đưa về một cái bậc với cái âm n nhỏ hơn, hay là cái bài toán là sắp xếp trộn đấy, ta viết là merge sort của cái a n, thì chúng ta cũng đưa về được hai cái âm gọi để quy cái hai cái hàng con của nó là merge sort với cái a nhưng mà với cái n chia 2, cái này cũng phải gọi là merge sort a n chia 2 đấy nhá. Thế thì câu hỏi mình đặt ra là vì sao lại với cái thuật toán này thì cái phân này có tốc độ rất là nhanh, nhưng mà tốc độ là chỉ là o log n là thôi đấy. Còn đối với bài toán với cái bài toán tìm sắp xếp trộn, chúng ta có tốc độ cũng khá nhanh là o lớn n log n. Thế thì câu hỏi đặt ra là vì sao là đối với cái bài toán này này, vì sao nó lại có cái gọi này, tại sao nó lại có cái âm có cái thời gian chạy nó chậm như vậy, vì sao cái tên của nó lại là lũy thừa. Đây là những câu hỏi rất là hay luôn các bạn ạ, nhưng cứ hỏi luôn về liên quan đến lý thuyết nhà thuật toán, về cái tư duy của thuật toán nhé. Câu trả lời như này thôi, câu trả lời là như này đấy nhá, câu trả lời nó rất rất đơn giản là như này này. Đây này, bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét một chút nhé. Đây, bây giờ tôi là chọn xem, tôi là ví dụ nhé, chúng ta cùng nhau tính nhé. Ví dụ là tôi tính em là ta sửa tôi tính cái F5 nhé. F5 này nó sẽ gọi hai cái hàm là F4 và F3, đúng không nhỉ? F3 nó gọi hai cái hàm này. F4 nó sẽ gọi hai cái hàm là F3 và F2. F3 nó sẽ gọi hai cái hàm là F2 và F1. F1 là tính luôn. F2 thì nó sẽ gọi cái hàm. Đấy, chúng ta cùng nhau phân tích cái này là rất là hay nhé. F1 là tính luôn, F2 thì nó sẽ gọi như nào, chúng ta xem lại nhớ lại cái công thức F2 nhé. F2 thì nó sẽ gọi là F1 và F0. Ở đây F2 thì nó gọi là F1 và gọi F0. F3 ở đây nó sẽ gọi là F2 và F1. F1 là xong. Đấy, F1 là xong. Như vậy là ở đây nó sẽ gọi tiếp. F2 nó lại gọi tiếp là F1 và F0. Đấy. Như vậy các bạn thấy ở đây ta thấy ngay là vì sao nó lại chậm này vì như thế này. Bạn thấy là F0 này. F0 là chạy một lần, chạy hai lần, chạy ba lần, như vậy là riêng cái F0 là nó chạy những ba lần, F0 chạy những ba lần. Đấy. F1 này, một lần này, hai lần này,
3 lần này, 4 lần này, và đây là 5 lần. F1 nó chạy như 5 lần. F1 nó chạy như 5 lần. F2. F2 là 1 lần, 2 lần, 3 lần. Nhưng mà F2 là chạy 3 lần. F3 chạy 1 lần, 2 lần, chạy 2 lần. Còn F4 chạy 1 lần. Và F5 chạy 1 lần. Đấy. Thế ta suy ra ngay là vì sao nó chậm, bởi vì là những cái hàm bên trong nó gọi là quy này thì nó cũng có rất nhiều lần, rất như vậy rất lãng phí, có thể rất lãng phí đâu. F0 3 lần, F1 chạy 5 lần. Như vậy chạy 5 lần là F2 chạy 3 lần, hay F3 chạy 3 chạy 2 lần. Như vậy nó rất là lãng phí. Thế thì cái lãng phí là chuyện là như nào? Là do khi gọi là quy thì những cái hàm con này là nó chồng lấn lên nhau. Thì chính cái điều đó nó làm cho cái nó làm cho cái tốc độ của chương trình nó rất là chậm, được chưa? Đấy. Rồi thế bây giờ như vậy suy ra cái bài toán mà Fibonacci là một cái bài toán rất là nổi tiếng, nó rất là hay, là như sau. Nó là một cái mô hình địa quy bình thường, được chưa? Nó cho một cái hàm to nó phải gọi đến cái hàm nhỏ hơn. Nhưng mà cái hàm nhỏ hơn đây này là nó có thể nó chồng lấn vào nhau. Đấy. Nó chồng lấn cái hàm này là nó chồng lấn lên nhau, nó chồng lấn. Khi mà có chồng lấn lên nhau ấy thì nó sẽ lập tức là tốc độ là chậm. Còn nó không chồng lấn lên nhau thì nó mới làm nhanh được. Đây là bạn thấy như vậy, với cái hàm mà với cái tìm kiếm nhị phân là nó hoàn toàn không, cái thằng to thì gọi thằng bé thôi, nó không hề chồng lấn. Cái merge sort này nó tách làm hai, gọi là hai hàm nhé, hai hàm này là hoàn toàn khác nhau. Cái hàm bên trái này là gọi chạy trên cái bộ dữ liệu ở bên trái nửa trái của A. Cái hàm bên phải này là gọi trên bộ dữ liệu bên nửa phải của A, cho nên hai cái hàm này nó không chồng lấn lên nhau. Chính vì không chồng lấn cho nên nó mới nhanh được. Còn đối với Fibonacci là nó sẽ chồng lấn lên nhau. Như vậy là Fibonacci là một cái mô hình, một cái bài toán mà khi gọi địa quy thì các lời gọi địa quy nó chồng lấn lên nhau. Đó thì như vậy suy ra là những cái bài toán mà khi gọi địa quy nó chồng lấn lên nhau ấy thì nếu thực hiện lời gọi địa quy nó sẽ làm độ rất là chậm, và những người ta sẽ không dùng cách đó nữa. Nhưng tất cả các bạn chú ý là khi mà thiết kế chương trình, thiết kế các bài toán thì các bạn đang tránh cái hiện tượng là bài toán nó chậm. Đấy. Thì như vậy là với cái bài toán về bài toán Fibonacci, như vậy là cái lỗi của nó là khi gọi địa quy là các bài toán con khi gọi địa quy là nó chồng lấn lên nhau, như vậy nó chậm. Chỉ biết có cách nào để chúng ta không chồng lấn lên nhau, có làm không thì làm được, thì có cách như sau, chúng ta đã biết từ bây giờ đấy. Thì cách mà rất hay của cái thằng là của cái hàm tính em Fibonacci là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tính ngược từ dưới lên trên, cho tính F0 trước F1 xong F2 mà tính từ dưới lên trên, và chúng ta tính tới đâu chúng ta ghi nhớ tới đó. Thì cái phương pháp đó nó gọi là phương pháp tiếp cận từ dưới lên, hay là phương pháp là lưu ghi nhớ các cái ghi nhớ các giá trị trung gian. Đây là một trong cái ý, một cái nguyên tắc, một cái phương pháp rất quan trọng của quy hành động. Nên mình làm trước để các bạn xem nhé. Như vậy với cái bài toán Fibonacci tôi làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đây chúng ta biết rồi. Thế bây giờ bài toán Fibonacci như thế nào? Chúng ta sẽ đây chúng ta làm như sau nhé. Cái này là cái rất quan trọng. Bây giờ ta làm như sau nhé, bây giờ tôi viết lại cái hàm đó, viết lại cái hàm F, N là nó nhé. Này tôi viết hẳn chữ là Fib đi, Fib nhé, N. Đó. Tôi dùng cái chữ cái F để tôi định nghĩa cái hàm. Ở đây nhé, tôi đặt cái F, tôi đặt làm một cái dãy, là một cái mảng gồm N cộng 1 số 0, nó chính là 0 nhân với N cộng 1. Ý của tôi là cái dãy F này nha, tôi đây tôi ghi chú thôi, ghi chú là cái ở đây cái Fi chính là cái số Fibonacci thứ y. Đấy. Mình tôi tạo một cái mảng và tôi tính từ dưới lên, và như vậy khi tôi gọi cái hàm địa quy đó thì tôi không ảnh hưởng đến, nó không được tăng tốc độ lên, mà nó sẽ làm, cái đây là cách rất hay, là nếu mà một cái chương trình gọi địa quy mà nó chồng lên nhau thì chúng ta sẽ làm cách, chúng ta sẽ đưa về những cái mảng như này, cái mảng như này, chúng ta tính từ dưới lên trên.
Thì cách này nó gọi là cách tiếp cận này, người ta gọi là cách tiếp cận từ dưới lên, hay là cách tiếp cận là gọi là ghi nhớ dữ liệu trung gian. Để điện cho tôi kia là một lát nữa nhé. Nó là một trong những phương pháp lõi của quy hoạch động. Thì tôi nói cho các bạn xem nhé, lát nữa nhé. Tôi thêm một chút là vì sao tôi phải nói vòng vo như vậy, để chúng ta, tôi muốn cho các bạn là hiểu sâu hơn về cái cội nguồn của quy hoạch động. Chứ nếu mà việc các bạn mà thường thường vào cái trung tâm mà luyện thi thì nó chỉ giải cho tôi, nó giải như cái máy thôi. Không ai có cái tư duy là nhìn sâu vào bản chất của nó như vậy nhé. Rồi thì tôi làm này, bây giờ làm như sau này. Bây giờ nhé, bây giờ chúng ta tính dưới này, bây giờ chúng ta bắt đầu này, x này, x n mà bằng 0 này. Đó. Thì chúng ta đặt là f0 bằng 0. Đấy. Bây giờ l x cũng hệt như vậy thôi, nhân trên thôi. X n mà bằng 1 thì chúng ta gán là f1 bằng 1. Bây giờ else thì chúng ta làm như sau. Vì chúng ta đã nhớ rồi, nhưng vì chúng ta không cần phải chúng ta viết là gì? Fn Fn bằng Fn trừ 1 cộng với Fn trừ 2. Và chúng ta sẽ return fn. Thì đây là cái chương trình viết lại nhé. Đấy, viết lại nó và cái hạt này các bạn thấy, vì là chúng ta lưu hết toàn bộ cái dãy Fibonacci từ đầu đến không trở đi mà, thì cái em đây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, còn nào, thì chúng ta cùng nhau theo đúng này, đây chính là công thức thời gian viết lại, đây chính là cái chính là gọi đề quy của cái Fibonacci, chứ cái hàm này là chính xác. Thế nên đây thời gian chẳng có lệnh từ 1 đến 7 là chúng ta tính dần từ dưới lên trên, có thể tính f0 trước, f1, f2, f3, f4 đến fn thì dừng lại và chúng ta trả về lại fn. Như vậy cái hàm này là đúng. Còn chúng ta tính thời gian của nó này, các bạn thấy không, nó rất đơn giản này. Ở cái lệnh 2 này nó chỉ là có một lệnh, tôi cho là hai lệnh thì cho nên là hai lệnh. Cái lệnh 4 này cho là hai lệnh này, cho hai lệnh, lệnh 4 5 chứ có cho là hai lệnh. Còn lệnh 6 7 lệnh 7 đây, lệnh 7 chúng ta chỉ mất có hai phút cộng là tính là một đơn vị thời gian, cái này lấy một đơn vị thời gian nữa, được không nào? Xin lỗi tôi nhầm. Xin lỗi các bạn. Đây. Chúng này không phải gọi này, nó gọi này là chết. Đúng là vội vàng các bạn đợi tôi nhé, các bạn sửa rồi nhé, tôi nhầm chỗ này. Chúng ta sửa lại một chút, các bạn đợi tôi một chút. Chỗ này không phải như này. Đúng là mình cứ nghĩ rằng mình cứ nghĩ vội quá. Đây. Xóa đây nhé, tao vào đứng bên trên nhé, không có gì cả. Tôi sẽ đi lại một chút, không có gì cả. Như vậy là với n bằng 1 thì đặt f0 bằng 0. Xin lỗi. Tôi đúng là tôi bị nhầm thật. Các bạn nhé. Tôi sửa một chút này các bạn. Ở đây tôi muốn là tôi sẽ phải tính cái dãy FF này. Cái FIP là cái hàm nhé, còn đây là cái F, tôi tính cái hàm F này. Đó. Thì như này, tôi biết các bạn sửa thêm một chút nhé. Như này, chỗ này không phải như này. Này là cái này, phân tích cũng là sai đấy, sai hết nhé. Xin lỗi các bạn nhé, bây giờ sửa thêm một chút. Sửa như này, đây đợi tôi một chút. Thật ra nó không có gì đâu. Các bạn xóa như này cho tôi nhé. Xóa. Không xóa lại, tôi làm lại từ chỗ này. Xóa nhé sau này đặt F này, giờ tôi đặt như này, tôi đặt như sau, chúng ta đặt như sau này, cái này mới đúng nhé. Đây tôi đặt là F0 thì bằng 0, thì đúng không, là lại F0 thì bằng 0 này, F1 thì bằng 1 và for
range từ 2 trở đi, từ 2 đến n nhé, hay từ 2 đến n. Đấy. Từ 2 đến n và chúng ta đặt là FE bằng FE trừ 1 cộng FE trừ 2. Đấy, này mới đúng nhé. Xong chỗ này là return. Như vậy là lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh 4, 5, lệnh 6 thì có 6 lệnh thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lệnh nhé. Chỗ này là return. Return FN. Đấy. Chỗ này là bỏ đi này. Mình chỗ này lại nhé. Không có 7, không có 7 thôi, không có 8 nhé. Đấy. Được chưa ạ? Đấy, như vậy là đây là return, chúng ta cùng nhau thiết kế lại chỗ này nhé. Như vậy chúng ta thấy này. Cái lệnh số 1 ở trên này, lệnh số 1 ở chỗ của chúng ta là mất là một đơn vị thời gian. Thực ra không phải, lệnh 1 là bằng 0, nhưng lệnh 1 là mất n thời gian. Lệnh 2 là mất, lệnh 2 là mất một đơn vị thời gian, lệnh 3 là mất một đơn vị thời gian. Cái vòng là for này là n-2 thời gian. Làm n đi, này là một đơn vị thời gian. Như vậy tổng lại ta có này là n nhé. N cộng 2 là 2N, 2N cộng 1 đơn vị thời gian. Từ vậy suy ra ngay là cái TN của nó chỉ là ON thôi, chỉ là O lên đây. Đấy. Rõ nhất làm này, bây chúng ta làm là hoàn toàn không được quy một chút nào. Như vậy là cái bài này là cái bài như sau là chúng ta cái, ở phần trên chúng ta sử dụng để quy. Chúng ta sử dụng để quy. Để chúng ta gọi hàm theo đúng nghĩa này. Đấy. Thì cái việc để quy này nó chỉ nhanh khi mà các cái trình con này nó không trùng lớn lên nhau. Nhưng nếu trùng lớn lên nhau thì nó sẽ bị rất chậm. Như vậy là một trong những phương pháp mà quy động đang làm là chúng ta phải nếu mà dùng cái mảng để lưu trữ các giá trị cái gì trung gian, thì cái phương pháp đó nó gọi là phương pháp là cách tiếp cận từ dưới lên trên, hoặc là chúng ta dùng cái từ là gì, là sử dụng các giá trị trung gian để giải cái bài toán định quy này. Đấy nhé. Thì cái cách này là cách làm đây chính là cách gọi là cách dùng chính là một phương pháp của quy hành động. Như vậy quy động là như này nhé, tôi nhắc lại đây là một phương pháp của quy hành động. Mình nhắc lại nhé. Rồi mình nhắc lại quy hành động là như này. Quy hành động phương án này, phương án là không tối ưu nhé. Là nhất là như này này, là thứ nhất này là ý chúng ta có cái việc là có công thức để quy. Để quy một bài toán lớn về thành các cái bài toán con là có nhé. Cái việc chia các bài toán lớn thành bài toán con là có. Đấy. Và về trên này có thể là có trùng lớn với nhau. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ cách làm chúng ta là như thế này. Cái ý thứ hai của cái phần này là như thế này, là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp, gọi phương pháp là thiết kế là từ dưới lên trên, hay là dùng cái từ là gì, phương pháp là sử dụng giá trị trung gian. Đấy. Và chúng ta sẽ không phải là chúng ta không phải tính không còn dùng để quy, mà chúng ta là tính toán từ dưới lên. Thì phương pháp này phải dùng rất nhiều những cái biến bên chúng ta rất là nhiều, là những cái mảng, những cái ma trận trung gian lưu trữ toàn bộ các trạng thái của các cái chương trình kia. Và đây khi mà nó chương trình của chúng ta mà nó chia nhỏ như thế này, đây một trình mẹ nhé, chia thành trình con này, còn lại chia nữa, đây là cái trùng lẫn nhau này, chia nữa này, chia. Thì chúng ta tính từ dưới lên trên, chúng ta đưa tất cả các trạng thái của những cái ô này và những cái vào một cái mảng có thể là một chiều hoặc là hai chiều, và chúng ta tính từ dưới lên, thì đó là cái phương pháp gọi là phương pháp mà tiếp cận từ dưới lên. Đấy. Phương pháp này là được dùng rất nhiều trong các bài toán quy hành động nhá.
À, thì các bạn thấy như vậy, chúng ta lấy ví dụ là cái hàm cái bài Fibonacci này, thì chúng ta nếu mà chúng ta dùng phương pháp mà là để quy bình thường đấy, thì nó có cái lời giải của nó là độ phức tạp của nó là lũy thừa. Nhưng nếu chúng ta sử dụng phương pháp tiếp cận tính toán từ dưới lên trên như thế này thì nó chỉ có cái thời gian chạy là OIN thuận rất là nhanh, được chưa? Hôm trước tôi nói rồi là cái phần này thì có một cái bài tập mà gửi cho các bạn, chúng ta sẽ làm trong buổi nào đó nhé, là các bạn hãy tìm với bài Fibonacci này, các bạn hãy tìm và giải mạnh hơn nữa với cái thời gian là log n thôi. À, tôi nói luôn là lớp chúng ta về cái lớp mà Python là bình thuật toán ấy là hôm nay là cuối cùng, nhưng mà sau đó tôi sẽ có một vài buổi nữa cho các bạn, là tôi sẽ bài tập cho các bạn. Nhưng mà hiện nay tôi bắt đầu thiết lập lại cái lớp mà gọi là gọi tạm là lớp mà học sinh giỏi. Lớp đó là học chuyên sâu về thuật toán, chuyên sâu giải cái bài tập, cùng nhau giải cái bài tập mà giống như thi sinh giỏi. Thì lúc đó là hiện tôi đang tôi bắt đầu mở lớp rồi, và khi lớp kết thúc tôi sẽ quay sang lớp kia. Thì bạn nào mà giáo viên, bạn nào mà muốn học kia thì chúng ta phải đăng ký bằng lớp kia. Lớp kia là lớp mà tôi sẽ dạy, nó khác cái lớp bình thường. Không phải là tôi không dạy theo 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 đúng hàng tuần đâu, mà thỉnh thoảng tôi lên lớp thôi. Nhưng mà tôi sẽ ra rất nhiều bài tập và chúng ta sẽ cùng lớp cùng nhau thảo luận, cùng nhau chữa bài tập là chính. Lớp kia là lớp chữa bài tập là chính, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm tất cả những cái dạng bài toán khác nhau liên quan đến thuật toán. Thì lớp đó là cái lớp mà tôi dự kiến tôi sẽ kéo dài cho hẳn năm trời cơ, không phải là một vài tháng. Học từ từ, dần dần, từng bước một, trong một năm trời. Khi hy vọng đến thời điểm này sang năm ấy, thì các bạn lớp đó chúng ta sẽ có một cái bề dày các kỹ năng, bề dày các lý thuyết về thuật toán. Thì đó là lớp mà sẽ học sâu hơn các thuật toán, không phải chỉ lớp trong chỉ phổ thông đâu, mà học sâu hơn nữa, trong học sâu hơn nữa thuật toán với cái dạng bài mà hãy có thi trong sinh giỏi đấy. Tạm trước để các bạn chú ý nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sang nghe cái phần, đây là phần đầu tiên liên quan đến cái thế nào là cái phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên, một phương pháp rất hay sử dụng trong các bài toán về hành động. Để tôi sang cái mô hình thứ hai rất quan trọng, đây mới là cái phần tương đối quan trọng của cái bài toán quy động. Thì quy động thì là có rất nhiều cái, đa số các bài toán mà thấy quy động mà thi sinh giỏi đều là các bài toán mang tính là tối ưu. Thứ nhất thì chúng ta sang phần thứ hai là cái nguyên lý tối ưu của quy hoạt động. Phần này cũng là phần rất rất quan trọng luôn này. Thì cái bài toán quy động mà ta biết, chúng ta biết rồi là tính ra nó chính là mô hình đại quy. Nhưng mà quy động mà tối ưu là như sau. Đây. Ta chỉ cho có một cái bài toán A. Bài toán A bây giờ cái bài toán chúng ta là bài toán là cần tối ưu cái giá trị đó, tối ưu một cái giá trị nào đó, một cái hàm mà một giá trị nào đó nhé, một giá trị nào đó cần phải làm tối ưu. Tiếp theo bài toán có tính tối ưu. Thì bài toán A khi tôi phân chia nhỏ nó ra, chia thành các cái phần mô tả thành định quy nhé, gọi hai cái hàm, hai cái trình là B và C. Đấy. Có cái kích thước nhỏ hơn. À, nhưng cũng có tính định, cũng tính tối ưu. Đấy thì cái nguyên lý tối ưu của tôi là như thế này: muốn sử dụng quy hoạt động để giải bài toán A trong trường hợp này thì phải, thì điều kiện là phải như sau. Cái quan trọng điều này là rất quan trọng, phải thỏa mãn điều kiện nó gọi là nguyên lý tối ưu. Nguyên lý tối ưu của quy hoạt động, là như sau. Khi tôi phân nhỏ cái thì là A mà là tối ưu đấy, nghiệm A mà là tối ưu thì khi và chỉ khi cả B và C đều tối ưu. Đấy. Được chưa? Đây là một lý rất quan trọng luôn, rất quan trọng. Tức là khi mà tôi phân giải cái bài toán A thành bài toán nhỏ hơn để có thể gọi đệ quy, thì nó phải thỏa mãn nguyên lý đó. Tức là tôi phân chia như A thành B và C, thì nếu A tối ưu thì suy ra B và C cùng là tối ưu, ngược lại nếu B chưa tối ưu thì A cũng phải tối ưu. Như vậy là cái bài toán khi có nguyên lý này thì cái bài toán tìm tối ưu của A sẽ suy về bài toán tìm tối ưu của B và C. Đấy, sẽ suy về cái bài toán tìm tối ưu của B và C.
và vậy nước B tìm được có suy cho A cũng A tôi yêu, tìm B tôi yêu rồi, tìm C tôi yêu rồi, suy cho A tôi yêu, thì đây là cái bài toán có tính là hai chiều. Nguyên lý là nguyên lý rất quan trọng nhé, mà thực tế chúng ta phải chứng minh cơ, chúng ta phải chứng minh chứ không phải đơn giản chỉ là công nhận đó. À, thì đó chính là cái như vậy về tôi yêu đây có hai ý rất quan trọng nhé. Một là nó là phải có, nó phải có một cái cơ, nó phải có cái cơ chế là đệ quy như thế này, đệ quy mà lớn chia thành bài toán nhỏ hơn nhé, bài toán nhỏ nó có thể trùng lớn lên nhau, và khi nó trùng lớn nhau thì chúng ta không thể trực tiếp được, chúng ta phải sử dụng cái phương pháp là tiếp cận từ dưới lên trên thông qua các mảng trung gian rất là nhiều. Ý thứ hai rất quan trọng là nguyên lý tối ưu. Nếu nào tối ưu thì cái việc phân chia này nó phải là thỏa mãn cái tối ưu, tức là A tối ưu khi chỉ khi là B C cùng tối ưu. Đấy. Rồi thì việc tôi mô tả chính thức cái mô hình bài toán khi chúng ta giải các quy luật chúng ta phải làm cái gì. Đây tôi sẽ mô tả các bạn ngay bây giờ nhé. Đây. Bây giờ chúng ta kiêm này cái gọi là các cái bước, một toàn các cái bước, những các bước giải, các cái bước giải cái bài toán quy hoạch động. Có hoặc không thể có, hoặc có hoặc là không có cái nguyên tắc có tính tối ưu, nhưng mà tôi sẽ mô tả cái bài toán có tính tối ưu trước nhé. Tổng quan nữa là có tính tối ưu, được chưa? Vậy như này, những cái bài toán thì bước 1 là chúng ta phải quan sát chúng ta phải thiết kế cái cấu trúc tối ưu, quan sát cấu trúc tối ưu và thiết kế cấu trúc tối ưu để nó trở thành là có cái có thể tức là chúng ta dùng từ gì, chúng ta phân rã cái cấu trúc tối ưu để tìm cái công thức đệ quy. Ủa. Của công thức tối ưu. Của cái của bài toán tối ưu. Của bài toán tối ưu. Đây là cái bước 1 rất quan trọng cho chúng ta phân tích cái yêu cầu của bài toán đó, và chúng ta tìm ra được cái công thức hay là cái phân rã đệ quy của bài toán đó. Như vậy với bài toán đó chúng ta sẽ phải tìm được một cái cách để mà từ bài toán lớn chúng ta phân rã thành cái bài toán nhỏ hơn. Đấy. Có thể là một hoặc nhiều nhé. Đấy. Từ bài toán A chúng ta phân rã thành cái bài toán như là B, C, D hay cái gì đó, có thể hai hoặc ba bài toán con. Đấy. Được chưa? Nó phải có tính một, nó có cái tính đệ quy. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải chứng minh được cái nguyên lý tối ưu của cái đệ quy này, phải chứng minh cái nguyên lý tối ưu của cái phân tích trên. Phần này là phần khó nhất luôn đấy, của phân tích trên. Đấy. Tối ưu. Khi chứng minh được rồi thì chúng ta mới giải được phần hai, mà chưa chứng minh được chúng ta không giải được. Sau bước thứ ba là chúng ta tìm lời giải, chúng ta mới giải cái bài toán tối ưu, giải cái bài toán tối ưu theo quy hoạch động. Thì lời giải này nó có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta giải bình thường theo đệ quy bình thường, như là một tuần thân làm. Cách thứ nhất là gọi là 3-1 đi, là chúng ta giải bằng đệ quy bình thường. Thì thông thường là khi chúng ta phân rã thành A, B, C, D này thì cái việc phân rã này nó rất là chồng lấn lên nhau, cho nên là chúng ta giải bằng đệ quy bình thường nó rất là chậm, rất lâu. Cách thứ hai hay hơn nhiều là chúng ta sử dụng cái phương pháp là
tiếp cận từ lên trên, sử dụng kỹ thuật, sử dụng cái phương pháp hay là kỹ thuật này, sử dụng kỹ thuật là từ dưới lên, hay là tôi dùng cái từ gì là sử dụng các cái bến trung gian, các cái mảng trung gian. Đấy. Thì cho nên vấn đề này là hết tất cả các bài toán về cô động đều này hết nhé, đều giống nhau hết. Thì là đăng lại này, chúng ta sẽ phải cho bài toán A này, chúng ta phải phân tích cái cấu trúc tối ưu của nó này và tìm được cái phân giã để bài toán lớn của A có thể chia nhỏ thành bài toán nhỏ hơn, bao nhỏ hơn có thể chung lẫn nhau. Đấy, mà công thức cơ thức nhỏ hơn để chúng ta có thể dùng đệ quy, gọi đệ quy để giải. Tiếp theo là chúng ta phải chứng minh cái phân giã này là thỏa mãn nguyên lý tối ưu. Đấy, tức là A tối ưu khi chỉ khi là B, C, D là tối ưu. Phải chứng minh cái đó. Cái phần này là phần 2 là phần rất quan trọng nhé. Phần 2 là không đúng ý, thì là nó sẽ giải chúng ta sẽ bị sai. Sau đó chúng ta sẽ giải. Thì cách giải giản nhất là chúng ta dùng đệ quy luôn thì đúng luôn. Đệ quy luôn. Cái giải này thường chậm, chúng ta phải làm cách hay hơn là sử dụng cái kỹ thuật từ dưới, thiết kế từ dưới lên hoặc dùng các mảng trung gian. Thì cách thứ hai này là cách thứ ba này là rất là hoàn chỉnh, rất là nhanh. Đấy, thì bây chúng ta cùng nhau ví dụ nhé. Vừa rồi như vậy tôi vừa mới nói về cái sơ lược cái mô hình chung của cái bài toán, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cùng nhau làm bài tập cụ thể nhé, cho nên mới ra bài tập chưa. Bây chúng ta cùng nhau làm một bài tập cụ thể sẽ hiểu được cái vấn đề này nhé. Đây. Chúng ta xét số đây này. Bài thứ nhất nhé. Bài thứ nhất chúng ta cùng nhau tìm hiểu là cái bài toán rất là nổi tiếng là bài toán đổ tiền. Đây là một bài toán rất là nổi tiếng nhé. Mà hiện nay vẫn đang rất nhiều người đang nghiên cứu chứ không phải đã hết, vẫn còn nhiều câu hỏi mở của cái bài toán đổ tiền này. Bài toán như sau này, tức là bài toán như sau, là cho trước một cái hệ tiền, hệ thống tiền này sẽ gồm m cái mệnh giá tiền nào đó, thì ký hiệu của nó sẽ là từ 0 cho đến m-1 nha nhé. Thì thông thường là cái mệnh tiền nhỏ nhất thường là 1 sẽ bằng là ký hiệu là c0 nhỏ hơn c1 nhỏ hơn lớn nhất, thì ký hiệu là m-1. Bây giờ cho nó hay một tí nhé, chúng ta có thể viết là ci như thế này được, như là cái mảng cũng được. Viết là cho nó hay chúng ta học một tí nhé. Cái này là 1 này. Đấy. Nhưng mà đây là một cái hệ tiền. Ví dụ như ở Việt Nam mình là hệ tiền chúng ta là 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng. Đấy, các hệ ví dụ như tôi lấy ví dụ cái hệ C là hệ là gồm có này 1 này, 2 này, 5 này, 10 như vậy. Đấy là một hệ tiền. Hệ tiền thứ hai ví dụ như là 1, 3, 4 là một hệ tiền khác nhau. Một hệ thứ ba nữa ví dụ là C 1 2 5 10 20 50 như thế, còn rất nhiều khác nhau, nhưng phương thường là số tiền thường là 1 nhé, và nó sẽ tiếp tục tăng dần như này, là một cái hệ thống tiền hay là một cái mệnh giá tiền, như là một hệ thống tiền của một quốc gia là nó phải có các đồng xu ấy, hay là cái tờ giấy đấy, tờ giấy bạc tiền đấy, thì thường là bắt đầu là cái tờ gốc của nó là 1 thôi, là 1 đồng hay là 1 đô la hay là 1 bảng Anh hay là 1 rúp như thế nhé. Thì thường thường là cái C0 là 1, sau đó là một đồng, từ 2 đồng, từ 5 đồng, từ 10 đồng, từ 1 đồng, từ 3 đồng, từ 4 đồng, từ 6 đồng, tùy từng quốc gia một nhé. Rồi thì bài toán như sau này, bài toán là bây giờ tôi cho bài toán như sau là cho trước tôi có một khoản tiền là N tiền, cho trước là N tiền, N là một số tự nhiên nhé. Bây giờ cần đổi n tiền theo các mệnh giá tiền trên, theo các cái tờ tiền trên sao cho là tổng số tờ tiền là ít nhất, sao cho tổng số tờ tiền đã thu được ấy
là ít nhất là tôi yêu nhé. Bài toán này, đây bài toán này là bài toán đổi tiền, một bài toán rất là nổi tiếng, rất nổi tiếng nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải bài này nhé. Trong một số các cái đề thi học sinh giỏi thi năm nay, cái đề thi cho tiểu học ấy, tôi xuất hiện những cái bài như này, hay là ở các cái gọi thấy là trong những cái khi chúng ta rút tiền ở các thẻ ATM, chúng tôi cần rút là 15.000 hay là 20.000 thì máy tính nó đưa ra các mảnh giấy đấy, các cái tờ tiền đấy, nó chính dùng cái bài toán này đấy. Thì chúng ta đây tôi nhắc lại một chút cái bài toán này, nó cái lời giải mà chúng ta hay gặp nhất ấy, nó gọi là cái lời giải tự nhiên đấy, là như sau này. Lời giải tự nhiên mà chúng ta hay gặp là như sau này, tức là chúng ta sẽ đổi tiền, chúng ta lấy ra cái tờ tiền to nhất, chúng ta đổi hết rồi chúng ta sẽ đổi sang tờ tiền nhỏ hơn, chúng ta đổi tiền dần từ cao đến bậc thấp, là chúng ta lần lượt đổi tiền từ cái mệnh giá cao nhất, từ mệnh giá cao nhất xuống thấp nhất, khi nào mà hết tiền thì thôi xuống thấp nhất. Đấy, thì đó là cái cách nhà đổi tiền là đây là cái thuật toán hay làm ra trong tất cả các ATM đấy. Hiện tại là chính toán này nó rất là nhanh nhé. Lấy ví dụ nhé, các cái bánh giá tiền là theo nghĩa là nó là vô hạn lần nhé. Tôi lấy ví dụ chúng ta có cái em này, ví dụ như sau này chúng ta có cái mệnh giá tiền là gì, là 1, 2 và 5. Bên tôi có tờ tiền làm tôi cần phải nạp là n bằng là 13 đồng, n là bằng 13, thì máy sẽ đổi cho cái năm lần trước này, đúng không nào? N đổi là năm lần trước sẽ thu được là gì, thu được là hai tờ năm bằng 10, còn lại là 3 đồng sẽ đổi sang số 2 này, còn lại là 1 tờ nhân với 2 bằng 2, còn lại là 1.000 nữa thì là 1 nhân với 1, tổng số là 13. Vậy suy ra cái số tiền sẽ là 2, 1 và 1, sẽ là 4 tờ tiền. Cách làm hiện nay ở trong các cái máy ATM là rút là ta đổ tiền cái số lớn nhất, không còn đổi tiền nữa thì ta có số lại, chúng ta đổi sang số cái tờ tiền tiếp theo và đổi tiếp sang tờ tiền tiếp theo nữa, cứ như vậy thì hết thì thôi. Thế đây là cách làm tự nhiên, hay là người ta gọi cho cái này là thuật toán tham lam, thấy chưa? Thì bây giờ tôi xin ví dụ cho năm, nói chung là rất đúng, đối với 1, 2, 5 là hoàn toàn đúng, đa số cái hết tiền chúng ta là đúng, không bao giờ sai cả. Cái này các bạn có xem thêm nhé, các bạn xem thêm cái cuốn sách mà tôi viết, cuốn sách của tôi viết nhiều thuật toán ấy, nó rõ cái này. Tuy nhiên chúng ta ví dụ nhé, nhưng mà cách làm này là không đúng hoàn toàn, không tối ưu. Mình lấy ví dụ nhé, ví dụ là như sau, chúng ta C của chúng ta sẽ bằng là 1 này, 1, 3 và 4 nhé, được chưa? Và tôi đặt N bằng 6. Nếu mà tôi làm theo phương án là gì? Nếu tôi làm theo phương án là tự nhiên thì là như sau. Các bạn cùng làm, tôi làm thử, nếu làm tự nhiên là như sau nhé. Đây, làm theo phương án tự nhiên là như thế này. Đầu tiên tôi lấy 4 này, như vậy là có 1, có 4 thôi, còn 4 bằng thôi, và như vậy là 6 trừ 4 còn 2. 2 không đổi cho 3 được, lấy 1. Như vậy là làm sẽ là 2 lần tờ 1 tiền bằng 2, tổng là bằng 6. Như vậy là cho thấy là cần 3 tờ tiền, đúng không nhỉ? Là cần 3 cái tờ tiền để đổi sang cái tờ lấy ra 6 đồng. Cùng có là 1 tờ 4 đồng và 2 tờ 1 đồng. Như vậy với cái thuật toán làm cổ điển ấy, hay là tự nhiên ta biết đấy là mất là 3 tờ tiền, đúng không nào? Đấy, tối ưu không? Không tối ưu, bởi vì cái bài này tôi thấy là 6 có thể bằng 2 nhân 3 thôi. Đấy, như vậy là bài này đáp số nó là 2 chứ không phải là 3 nhé. Đấy, thì như vậy là suy ra cái thuật toán mà chúng ta vẫn thấy ấy, chúng ta cho cái đổi tiền từ cao xuống thấp ấy, thì không phải lúc nào nó tối ưu. Suy ra là cách làm này là không đúng. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái bài toán này theo đúng nghĩa. Chúng ta sẽ phân tích cái bài toán này, chúng ta làm theo quy hành động nhé. Chúng ta thấy nhé. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ làm như thế nào, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại nhé. Vậy chúng ta luôn có đồ bài của chúng ta ở đây. Đồ bài của chúng ta là một cái bộ số là C0, C1, CM, chỉ 1 nhé.
hiệu này là 1 này, và cho trước cái n này. Vì chúng ta cùng nhau phân tích nhé, cùng nhau phân tích cái bài này. Bây giờ chúng ta đây chúng ta cùng giải nhé, cùng giải phân tích cái cấu trúc tối ưu. Cái này rất quan trọng này, cái phần này là phần rất quan trọng luôn nhé, phân tích của bài toán nhé. Bất cứ một cái bài toán nào về quy động chúng ta đều phải giải quy động, chúng ta phải làm như vậy. Nôm na đây là cái phần gì, chúng ta phải phân rã cái bài toán gốc để nó quy về cái bài toán nhỏ hơn để có thể lấy đề quy. Nhưng mà cái việc phân rã đó là phải thỏa mãn nguyên lý tối ưu, cái đó là phần khó nhất của bài toán. Chúng ta cùng nhau giải này để cùng nhau phân tích một chút nhé. Đây, để quan trọng là như sau này, cùng với tôi làm nhé. Đây cái ví dụ như này nhé. Bây giờ tôi đặt như sau, tôi đặt tất cả là cái hàm làm fn. Fn chính là bằng là số tiền, số cái tờ tiền nhỏ nhất mà có thể đổi n cho cái hệ tiền, cho cái hệ 1. Cho cần tính từ cần nghĩa fn mà đa số là cần tính là cái số tiền nhỏ nhất có thể đổi được, n có đổi được cho cái hệ 1 đó, hệ là C0, C1, C2, CM trừ 1 đó nhé. Thì tôi gọi cái đó là fn, chúng ta cần tính fn. Nhưng mà chúng ta cần tính nghe, biết chúng ta cần phải tính cái phân tích cái cấu trúc tối ưu của cái fn này như thế nào, được chưa? Phần này là phần, đây là phần khó nhất luôn nhé, làm thử các bạn xem nhé. Đây, chúng ta phân tích này, đầu tiên chúng ta tính thử này, F0 này, chúng ta có không tiền nào thì hiển nhiên chúng ta không thu được đồng nào, chúng ta sẽ khi chúng ta không có tiền thì hiển nhiên là không đổi được đồng tiền nào cả, như vậy là bằng không thôi. Vì chúng ta có một, chúng ta có một tờ tiền thôi, có một đồng thôi, chỉ đổi duy nhất là bằng một tờ C0 tiền, nếu C0 bằng 1 mà, vậy là một chính là bằng 1. Đấy. Chứ như vậy là ta tính là F0 là 0, F1 là 1, ngon lành rồi. Cái này chú ý nhé, cái này chính là một tờ tiền C0 C0 ta bằng 1 mà. Ta nhớ lại nhé, là 1 bằng C0 nhỏ hơn C1 nhỏ hơn cuối cùng là CM trừ 1. Đây chính là cái hệ thống tiền của chúng ta đây nhé. Cấp được này. Điều này là cái là 1 nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ xét cái fn đấy, và chúng ta sẽ phân tích cái cấu trúc đệ quy hay cấu trúc truy hồi của fn là như thế nào. Mà chú ý fn có tính tối ưu nhé, fn là số tờ tiền nhỏ nhất có thể đổi được của cái hệ thống tiền này, được chưa? Rồi chúng ta phân tích như sau này, cái phần này là phần quan trọng nhất này, như sau chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Bây giờ chúng ta xét cái fn nhé. Bây giờ chúng ta hãy tìm một cái chỉ số g sao cho là cg nhỏ hơn bằng n. Luôn tìm được đúng không nào? Vì n chúng ta là đây ta hiểu n lớn 1 rồi, cho nên là ít ra là nghĩa C0 là nhỏ hơn n rồi. Nhưng giả sử g là một cái chỉ số bất kỳ mà cg nhỏ hơn bằng n, thì suy ra như sau này, thì ta thấy ngay là gì, chúng ta có thể khi đó thì cái số n này có thể phân tích thành như sau, phân tích thành là một tờ cg đúng không nào, cộng một số tiền còn lại, cộng số tiền còn lại chính là n trừ cg đúng không nào. Đó thì cái số này là cái số còn lại này có thể phân tích để tạo được là fn trừ dcg các cái tờ tiền khác. Đấy, được chưa? Vậy suy ra là cái số n này có thể phân tích thành là 1 cộng với fn trừ dcg tờ tiền. Đấy, được chưa nào? Nhưng mà fn thì lại là nhỏ nhất. Vậy suy ra ta có ngay cũng tức là fn sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là 1 cộng với fn trừ cg nếu cg nhỏ hơn bằng n. Đây chính là công thức số 2 nhé, rất quan trọng.
Tức là quan trọng. Quả thế không nào? Tôi nhắc lại cái lý do nhé. Đây là hoàn toàn môn toán nhé. Đây. Chặt SFN này. Tôi đi tìm thử một cái chỉ số gì sao cho là cái, tìm cái tờ tiền mà nhỏ lên N. Hoàn toàn có, tìm được nhé. Giả sử có nhé. Thì tôi sẽ phân tích như sau. Tôi sẽ lấy N phân tích thành, tôi đổi thành một tờ tiền là CG cộng với số tiền còn lại là N trừ CG. Số tiền này theo quy nạp chúng ta sẽ đổi được, theo định quy đấy chúng ta sẽ đổi thành FN trừ CG tiền. Vậy suy ra là cái N có thể đổi thành là gì, là 1 cộng FN trừ CG tiền. Mà cái số tiền N này là số tiền này là số tiền là minimum, suy ra là FN sẽ nhỏ hơn này. Đấy, đây là công thức nhé. Đây là một công thức. Vậy cái đấy suy ra như sau, vậy thì suy ra như sau này. Vậy từ công thức này ta suy ra như sau. Ta suy ra điều để cho đây này. Là FN sẽ nhỏ hơn bằng là minimum của tất cả cái này, và minimum của tất cả những cái là 1 cộng với FN trừ CG. Đấy. Với tất cả, với mọi G sao cho là CG nhỏ hơn bằng N. Đấy. Và đây chúng ta tìm được một công thức rất quan trọng. Ít ra là nó có thể tìm được cái sự quan hệ giữa FN và những FN nhỏ hơn N. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thử chứng minh cái điều ngược lại. Nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phần này là phần hoàn toàn môn toán nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh này. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Bây giờ chúng ta hãy chứng minh. Hãy làm một cái bệnh đề đi, để định lý đi. Bệnh đề cần chứng minh này là cái bệnh đề 3 này không phải là dấu nhỏ hơn mà dấu bằng đấy. Chứng minh như sau này. Bệnh đề là như sau. Bệnh đề là FN nó sẽ bằng luôn. Đây, cái chứng minh nhé. Min của 1 cộng với FN trừ CG. Đấy. Với mọi g sao cho là cg nhỏ hơn bằng n. Đấy. Cái này gọi là công thức 4 nhé. Đấy. Đây là một định lý nhé. Thì cái chiều này là chứng minh rồi này. Chính là công thức đều lần đề 3. Bây giờ tôi cần chứng minh. Tôi cần chứng minh cái chiều ngược lại là cái chiều này này. Chứng minh là f là lớn cái bên phải này. Đấy. Đây là một bài toán hoàn toàn thuần túy là toán học nhé. Thì bây giờ tôi cùng nhau các bạn chúng ta nhau chứng minh rất là hay, phần này chứng minh rất hay luôn đấy nhé. Bây giờ giả sử như sau này. Bây giờ tôi giả sử là N có một cái phân tích thành FN tờ tiền. Giả sử như vậy nhé. Đấy. Thì N sẽ như sau này. N sẽ bằng là có một cái bộ là x0 tờ C0 tiền cộng với x1 tờ tiền C1 cộng vân vân cộng với xm-1 nhân với cm-1 tiền. Đây là cái phân tích đúng không nhỉ? Như vậy là có đây là x0 tờ tiền x0 tờ tiền 0 này, x1 tờ tiền C1, xm-1 tờ tiền cm-1. Vậy suy ra đây là FN sẽ chính là bằng là x0 cộng với x1 cộng với xm-1. Đấy. Đây là công thức 5 này, cái quan trọng này. Đấy. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ em như vậy, chúng ta sẽ chứng minh là cái FN này nó lớn hơn cái bên phải này nhé. Lớn hơn cái bên phải của cái công thức 4 này. Giờ chúng ta làm thử nhé. Đây này. Bây giờ chúng ta sẽ em tiếp theo chúng ta sẽ xét một cái chỉ số, giả sử có xét cái chỉ số g của 5 sao cho là cái xg đó, xg nó lớn không. Đấy. Trong dãy này là có trong cái dãy 5 là phải có cái f5 này, trong cái bậc năm là phải có một cái xg lớn không chứ. Giả sử tôi đặt g lại sao cho xg lớn không. Vậy suy ra như sau này. Vậy suy ra như sau nhé. Vậy suy ra là vậy chúng ta là n này, n sẽ lớn hơn hoặc bằng là xg nhân với cg. Vì cg lớn không thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng cg. Vậy n lớn hơn hoặc bằng cg. Đấy, thấy không nào? Và suy ra là gì? Ta có là n này trừ đi cg này. Đấy. Nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là
tổng đây, tổng của cái x x y c y y từ 0 đến m trừ 1 đúng không nào? Đấy. Cái này là trừ đi cg, trừ cg nó bằng như sau này. Cái đây là hoàn toàn toán học nhé. Đấy. Nó sẽ bằng như sau này, nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là c là x 0 c 0 cộng vân 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 cộng với x g trừ 1 nhân với cg trừ 1 cộng với là xg trừ 1 nhân với cg vì có cái này mà. Đấy. Cộng phần còn lại cộng với là xg cộng 1 cg cộng 1 cộng vân vân. Đấy, sẽ bằng cái này. Cái này bằng cái này. Đúng không nào? Được rồi. Đấy. Vậy suy ra cái gì? Vậy suy ra là cái f và n trừ đi cg này nó sẽ nhỏ hơn bằng tổng cái số tiền này ở bên phải này, nó sẽ nhỏ hơn là gì? Nó nhỏ hơn là tổng của x y y bằng 0 đến m trừ 1 hoặc trừ đi 1. Một cái tổng này theo cái lập tức theo cái em tổng cái đồng này này chính là 5 này, nó chính là fn, cái này chính bằng là fn trừ 1. Đấy, thấy không nào? Vậy suy ra ngay này, suy ra như sau nhé. Vậy suy ra ta biến đổi hai bên theo suy ra này, vậy sau này fn trừ 1 lớn cái lớn em cái này suy ra, vậy suy ra là fn lớn hơn được bằng là 1 cộng với f n trừ dcg. Vậy thế quyển thì sẽ ra ngay là fn nó sẽ lớn hơn được bằng là min của 1 cộng với f n trừ dcg. Với mọi cái điều kiện là cg là phải nhỏ hơn bằng n. Thì công thức này chính là công thức chúng ta cần tính. Công thức này này chính là cái công thức chính công thức chúng ta cần tính. Đây, công thức này này. Đấy, vậy suy ra cái này được chứng minh rồi nhé. Đấy, như vậy cái phần nhỏ hơn này thì là nhỏ hơn này thì chúng ta đã chứng minh ở phần trên đúng không? Đây, còn ở phần dưới này chúng ta chứng minh là cái này lớn hơn bằng. Vậy suy ra vậy mình được chứng minh nhé. Vậy chúng ta có công thức sau đây này. Vậy chúng ta suy ra chúng ta có công thức sau đây là vậy ta có này. Vậy chúng ta có công thức truy hồi hay đệ quy sau, truy hồi hay là đệ quy cho cấu trúc, cho cái cấu trúc tối ưu của bài toán như sau. Như sau là fn này tổng quát nhé, nó bằng min của 1 cộng với fn trừ dcg. Đấy. Với mọi g mà thỏa mãn điều kiện là cg nhỏ hơn bằng n. Tất nhiên là thêm điều kiện nữa là f0 bằng 0, f1 thì bằng 1. Thêm điều kiện nữa đây cho nó đầy đủ thành cái bộ công thức truy hồi luôn là f0 thì bằng 0 và f1 bằng 1. Đây chính là công thức truy hồi của cái công thức tuyến kính của cái hàm fn chúng ta cần tính, được chưa nào? Vậy giờ chúng ta thấy ở đây chúng ta có thể suy ra ngay là ở đây chúng ta sẽ làm ngay. Vậy tới đây chúng ta làm xong bước 2. Bước 1 là chúng ta phân rã được theo đệ quy. Phần 2 chúng ta chứng minh được nguyên lý tối ưu của nó. Đấy, đây chính là công thức này. Có cái này là 7, như là 7. Công thức 7 này chính là công thức là xong bước 2 của các hành động. Bây giờ sang bước 3 là chúng ta sẽ giải nó. Thì cái giải nhất là chúng ta giải trực tiếp bằng cái luôn, chúng ta giải trực tiếp bằng bằng đệ quy luôn thì nó sẽ đơn giản. Dùng cái này nhé. Đó, chúng ta cùng làm này. Thì cái bài này chúng ta làm như sau này. Đây. Chúng ta làm đơn giản như sau nhé. Đây chúng ta làm như sau rất đơn giản. Tôi viết cái một cái chương trình luôn, chúng ta giải luôn nhé. Đấy. Theo công thức trên nhé. Tôi đơn nhỏ lại để ta nhìn cả. Đấy. Tôi làm lên cho nó để nhìn thấy rõ nhé.
Đó, nhìn công thức này cho nó nhìn rõ nhé. Đấy. Được chưa? Đây tôi mô tả như sau này. Thật là cái CG đây có thể viết là thành một cái mảng được, tôi cứ để như này thôi. Tôi viết là cái DF này, hàm biết cái hàm nhé, cái hàm ta là hàm FN tính cái số tiền nhỏ nhất, cái số mệnh à, cái tờ tiền nhỏ nhất có thể đổi được cho cái số N nhé. Đây là như sau này. Theo công thức 7 nhé, ta có này x này n bằng 0, chúng ta sẽ return 0. Bia L x này n này bằng 1. Đấy. Không còn nào biết đâu, thật ra là không cần. Được. Thật ra câu thừa chúng ta n return 0. Còn else này. Else chúng ta làm như sau nhé, else này. Đây else chúng ta phải làm phải theo công thức này này, min này. Đấy. Ta làm như sau nhé, L này, đây, L nhé, ta làm như sau này. Chúng ta đặt một cái hằng số lớn, đây là tem, bằng cái hàm, đặt kiểu hàm là hàm, cái số là số max nhé. Cái max này là gì? Cái max này là chính là cái hàm, cái hằng số mà số lớn nhất ở trong Python, chính là cái hàm là float in f. Ta bằng max nhé. Rồi tôi làm như sau, tôi đặt g bằng 0 và tôi chạy, tôi tìm cái min mà. Tìm cái min nhé. Đây này. Đấy, tìm cái min nhé. G bằng 0 này. Bằng 0 nhé. Vậy là y g mà nhỏ hơn m. N là cái CG đấy, nhỏ hơn hoặc bằng N thì chúng ta sẽ đặt tem bằng min của tem và f của N trừ cái CG và đây là G bằng G cộng 1. Cái đoạn này tôi chỉ tìm cái đoạn này tôi tìm cái đấy. Cái đoạn này là tôi tìm chỗ này này, xong đây là tôi tem nhé. Đấy. Và hết cái đoạn này là tôi sẽ tính cái tem rồi tôi sẽ return để tôi return thì thường là tem 1 cộng tem. Thì đây chính là cái đoạn chương trình mà đây là 1 này 2 thì là cái đoạn cái đoạn 3 4 à 4 thì không cần 5 này 6 này 7 này 8 này 9 này 10 này. Thì đây chính là cái chương trình gọi là để quy, có thể là để quy. Cái là về các bạn chạy thử nhé. Tôi hãy tôi lập trình luôn đi cho chúng ta thấy nhé. Để tôi lập trình luôn bài này nhé. Bài toán đổi tiền này sử dụng quy hành động nhé. Sử dụng quy hành động. Chưa? Rồi, và chúng ta đặt tôi đặt C bằng cái dãy ban đầu này, giả sử đặt nào bắt đầu là 1 này. 3 4 nhé. Ở đây m chúng ta đây chính bằng len của C. Len của C. Và tôi đặt n đặt cái số đặt bằng 6 nhé. Thử thôi. Việc tôi viết luôn cái hàm nhé, hàm của chúng ta này. Hàm chúng ta kêu là FN. Lại cái hàm kia thì nhé. Đây là cách 1 nhé. Cách 1 sử dụng công thức để quy. Sử dụng cấu trúc để quy để thực hiện. Viết lời, viết hàm để quy luôn. Viết hàm để quy. Về cái bài 1, cách 1 là chúng ta sử dụng cách sử dụng trực tiếp công thức để quy của cấu trúc tối ưu của quy hành động để chúng ta làm trực tiếp và chưa sử dụng đến
không sử dụng đến cái kỹ thuật là từ từ dưới lên. Đấy. Rồi, ta làm như sau này, để nhớ lại cái lời của chúng ta nhé. Nhớ lại cái ta nghĩ ở bên này này. Đấy, bên đây này. Chúng ta có thể bỏ cái n một đi cũng được. Không để điện không sao cả, không ảnh hưởng gì cả. Được rồi nào. If này, if n bằng 0 thì chúng ta return không else luôn dễ được chưa nhé. À, trên này tôi làm thêm một cái hằng số ở trên này nữa, đặt thêm cái hằng số là sự đặt tên là max. Thì cái ở trong Python thì chúng ta phải dùng cái hàm này, dùng cái hàm là float in. Đây là mô tả cái số lớn nhất trong toàn bộ Python, đây là một cái mẹo của Python thôi, còn các ngôn ngữ khác chúng ta gọi cho số lớn bất kỳ. Nhiệm bắc đây là một cái số lớn nhất trong tất cả các số. Được rồi, chúng ta làm như sau nhé. F này chúng ta cần tìm min mà, vì chúng ta cần tìm min cho nên chúng ta sẽ phải ở đây tìm min này. Chúng ta cần tìm min này này, tự đi này này. Đấy. Chứ chúng ta cần phải có một cái đặt từ cái biến max ban đầu nhé. Chúng ta đặt là tem bằng max, ta sẽ giảm cái tem đi này. Đặt đầu tiên chúng ta đặt g bằng 0. Chúng ta tăng dần lên và chúng ta sẽ tính. Với g bằng 0 thì nó là cái này rồi, nó là cái chỗ này rồi nhé. Thì chúng ta làm như sau này. Y g mà nhỏ hơn m. CG. Đấy, gì dùng CG nhé, nhỏ hơn hoặc bằng n thì chúng ta sẽ đặt tem bằng min. Có thể biết đây với đây là min, là đây là một một cộng với f n trừ đi CG n trừ đi c g min của tem mà cái này nữa, min của tem. Xong ở đây là gì, ở đây là chúng ta tăng gì lên một đơn vị này. Khi nào lên bằng m thì ta dừng lại ở đây, nhiều thiếu dụng bằng ra đây tôi sẽ ra đây tôi đi thử thử tem. Ở bên này là chúng ta để cái số 1 ở bên ngoài, bởi vì bên trong này nó không không hỗn được, không cộng một ở đây. Còn bên này chúng ta để số 1 tôi vào ra bên vào bên trong này, bên ngoài để tem này thôi. Ở bên tôi in thử nhé. In thử thì tôi n của tôi là cái này rồi, nào sau tôi print. Tôi print từ cái fn có đúng không? Để tôi ghi ra nhé. Mà chúng ta đây là cái bài này. Này là bài 3, cái bài là bài đổi tiền nhé. Đổi tiền. Chạy thử nhé, có đúng không nhá? Đây này. Đây là 2, đúng rồi. Tức là với cái có 6 6 tờ tiền đấy, 6 đồng ấy, thì nếu mà đổi theo cách cách tham lam bình thường thì chúng ta sẽ đổi thêm cho 4 trước này, thì còn lại được một tờ 4 này, còn lại là 2 đồng. Thì không đổi cho bao giờ, chúng ta đổi thành 2 tờ 1 đồng. Như vậy sẽ là 3 tờ, nếu mà đổi theo phương án là tham lam thì chúng ta sẽ phải mất là thu được 3 tờ tiền. Còn đổi được cách tối ưu là chúng ta mất được 2 tờ tiền thôi. Đáp án của nó là chính là 2 đây. Được chưa? Rồi, nhưng đây là phương án, đây là như vậy, đây chúng ta đây là cái phương án là ta dùng quy động một cách đơn đơn giản nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Bây giờ chúng ta phân tích xem là cái toán ở trên là nó nhanh hay chậm. Cái này là cái này là bình thường, mà trong lớp bình thường chúng ta không học, nhưng mà đây tôi muốn cho các bạn học một cách bài bản hơn. Bây giờ chúng ta phân tích một chút nhé, phân tích cái thời gian chạy của toán trên nhé, toán chạy của toán trên nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích này, thì gọi
gọi tên là cái thời gian chạy của cái thời gian trên trên đúng không? Thì cho thấy như này này, nó gọi này, nó sẽ gọi liên tục, nó nếu mà cái nếu có một cái CG mà nhỏ hơn đường n thì nó sẽ gọi, rồi tiếp tục gọi cái hàm gọi đến cái f của n trừ CG ở đây đúng không nào? Ok, ở cái dòng 10 này. Đấy. Nhưng mà n đủ lớn thì ta coi xong, với n đủ lớn, thì cái hàm là hàm cái hàng của chúng ta nó sẽ gọi, tất cả, nó sẽ gọi các cái gọi các cái hàng con sau đây, gọi các cái hàm con là t là n là tn trừ c 0 tn trừ c 1 vân vân và tn trừ cn trừ 1 gọi hết cái đường lớn thì lớn hơn cả cm nó sẽ gọi hết. Đấy. Vậy suy ra như sau, từ như trên ta suy ra như sau, từ công thức này ta thấy này. Để nó gọi này, đấy nhé. Vậy FN nó sẽ gọi với G là nhỏ nên gọi liên tục cho đến cái máy M thì thôi này. Đó, thì nó gọi như sau này. Suy ra là cái em từ đây suy ra như sau này. Suy ra là với n đủ lớn này. Đủ lớn thì cái tn của chúng ta nó sẽ bằng như sau. Nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ lớn hơn bằng là t của n trừ đi C0 cộng với t của n trừ đi C1 cộng vân vân cộng với t n trừ đi C m trừ 1 lớn hơn. Đơn để lớn hơn là bởi vì nó có thể lớn, nó có thể là gọi những thằng khác nữa, gọi những chỗ khác nữa tôi không quan tâm. Đấy. Nó gọi ở rất nhiều chỗ này, nó gọi ở chỗ này này, chỗ này nhé. Đấy, bạn như này, này. Được không nào? Thì trong các cái số này thì cái số này là số bé nhất này. Đấy. Vậy suy ra như sau, vậy suy ra cái chỗ này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng, đây. Nó sẽ lớn hơn hoặc bằng. Cái này là em lấy m lần mà nó sẽ bằng lớn bằng m lần nhân với t của n trừ đi c m trừ 1. Được không nào? Vậy sẽ có là tn nó sẽ lớn hơn bằng cái này. Đấy. Bây giờ chúng ta cứ làm tiếp tục đi nhé. Chúng ta cứ làm tiếp tục đi, chúng ta có thể là nó bằng đây. Nó sẽ lớn hơn bằng nó sẽ lớn hơn đây làm tiếp tục nhé. Nó sẽ lớn hơn bằng là m bình phương nhân với t của n trừ đi c m trừ 1 trừ đi c m trừ 1 cứ như vậy. Cho khi nào mà cái này nó bằng không thì thôi. Đấy. Vậy thì bằng không khi nào? Bằng không khi mà n bằng là bằng không khi mà n là một cái bội của quê của cái này. Đấy. Tức là bằng cái này bằng không khi nào? Cái này bằng không. Cái này bằng không khi và chỉ khi là n sẽ bằng là cm trừ 1 và nhân cái gì nhân với lại n chia cho cm trừ 1. Vậy suy ra sao? Vậy suy ra nó lớn nó bằng lại m mũ của n chia cho c m trừ 1. Mà cái này thấy cái điểm nó xấp xỉ, nó chính bằng o lớn của m, nó chính là lũy thừa thôi. Mà nó chính là lũy thừa. Tức là cái m là bằng số mà cho nên cái này nó chính là lũy thừa. Vậy suy ra thấy cái bài toán này mà chúng ta khi n rất lớn ấy, nó chạy rất là chậm và nó là lũy thừa. Mấy cái hàm này mà chúng ta áp dụng cái này và các cái máy ATM là nó không đúng nữa. Không thể, ở đây các bạn thấy các bạn đút giấy, đút tiền và ATM hay gõ số là ra ngay lập tức nhé. Như vậy nó rất là nhanh, như vậy là đây là cái toán làm đúng nhưng mà nó không tối ưu. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải cái bài toán này. Phương pháp thứ hai là chúng ta dùng cách làm từ dưới lên. Chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau này. Để giải hai cái bài toán này lời giải hai, cái quan trọng luôn cái bài này bài đến định hình này. Cái lời giải hai là sử dụng cái phương pháp sử dụng cái mảng trung gian để tính từ dưới lên. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta làm như sau thôi. Bây giờ chúng ta từ công thức
Câu chúng ta là như thế này đúng không? Fn bằng, nhớ nhắc lại là bằng là min của 1 cộng với f n trên cg tổng trong của tất cả các cái các cg mà cg nhiều hơn bằng n. Đây chính là công thức để tính cái hàm fn. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái hàm n bằng bằng cái mảng thôi, được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta thay một cái mảng như này thôi. Đây này. Chúng ta thiết lập cái mảng như sau. Chúng ta thiết lập cái mảng f nhé. F là bằng là bắt đầu là 0 nhân với n cộng 1 số. Tức cái mảng này là tính từ f0 f1 cho đến fn. Fn là cái mảng nhé. Bây không phải là cái hàm mảng. Và công thức trên có thể viết lại như sau, ta có tổ này f0 thì bằng 0, f1 bằng 1 và fn cần phải tính nhé. Em nó sẽ bằng sau đây sẽ bằng là min của 1 cộng với f. Bây giờ không phải là số thêm là mảng nhé, n chỉ đi cg. Đấy. Tổng theo cg nhỏ hơn bằng n. Đấy. Và chúng ta dùng mảng cho tính từ dưới lên là sẽ được. Đấy. Bây giờ chúng ta dựa đây, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Và khi chúng ta làm cái này phán hai lý giải này thì cái thời gian chạy của nó chỉ là ON thôi. Đang từ bên trên chúng ta dùng để quy chúng ta nó là thời gian của nó là lũy thừa, chúng ta giảm xuống là ON thôi, và như vậy rất là nhanh, thời gian chạy rất là nhanh, cho nên là tất cả các cái ATM này là dùng toán này là rất là nhanh luôn. Bây giờ cùng nhau các bạn, chúng ta cùng nhau giải các bạn một cái bài này nhé. Đây, tôi viết luôn trên này cho nó nhanh nhé. Đây, rất là nhanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải cái giải thứ hai. Đây là cách 1, sử dụng cấu trúc để quy để viết hàm để quy. Cách 2 như sau. Cách 2 là sử dụng cái thiết kế từ lên trên, phương pháp thiết kế từ dưới lên. Cái này dễ dùng nhé, để giải quy hoạch động. Được chưa? Chúng ta cùng nhau làm nhé. Bây giờ chúng ta viết cái hàm như sau. Cái hàm của chúng ta nó cũng là hàm chúng ta tên là quanh này, quanh là tiền này nhé. Đấy, quanh đây là n nhé. Hàm này trả lại cái em chúng ta tính cái hàm fn thôi, và chúng ta tính nhé, đặt f bằng là cái mảng là 0 nhân với n cộng 1, cái mảng gồm có n cộng 1 số 0. Được chưa? Chúng ta làm như sau thôi. F0 mà 0 thôi. Chúng ta làm như sau này. For i in range chạy từ 1 trở đi. Chạy 1 đến cuối cùng vẫn n. Bên n cộng 1 chính là đến n đấy. Từ 1 đến n. Chạy từ 1 đến n. For này. Tính thôi, tính cái fi như sau. Là chúng ta nhớ lại nhà, chúng ta viết lại tem với lại dấu ngoặc trên này. Dấu ngoặc trên này chỉ khác là thay cái hàm f, đây là dấu một ngoặc tròn thì ở dưới này sẽ là một ngoặc nhọn, nó là ấy mà, nó là dãy mà, là tem bằng max. Được chưa? Rồi sau đó là như sau. Sau đó là g không chạy từ 0, chạy từ 1 trở đi thôi. 1 nhé, 1 này, như sau này. Y g nhỏ hơn mnc g nhỏ hơn hoặc bằng y. Thì cái vòng ngoặc for này chúng ta tính f nào, với y là ta tính fi. Thì cái mỗi lần cái fi này giống trên này là fn đây. Đấy. Chúng ta lắp lại cái này thôi. Đây, đây cho thay n bằng y ở dưới này thôi. Y này, đó. Như sau này, chúng ta đặt tem bằng min của tem. Và cái số thứ hai là 1 cộng với f. Và đây là gì? Đây là y trừ dcg.
Thì là một cái đúng không? Rồi, đúng chưa? Min này, hình còn thiếu đúng không? Đúng rồi đấy. Và G bằng G cộng 1. Và đây chúng ta sẽ... Xin lỗi, đây chưa xong, đây chúng ta phải tính, chúng ta phải tính là FI. FI, tính FI này. FI chính bằng tem. Đấy. Thì cái đoạn này này, sao nhỉ, đoạn này nó không có lệch, nó xuống lệch, nó mới ra cái này nhỉ, đi nhé. 1, 2, 3, 4, min, tem. À đây thiếu cái dấu nữa. Đấy. Thì cái đoạn này chính là tính FI, xong là for là xong, xong thời gian đây chúng ta, cùng gian đây chúng ta thì, là chúng ta thì return. Không tôi với lại bên này nhé, bên này tôi là để với lại bên này, tôi để sang bên kia nhé các bạn xem đây này. Đấy. Tôi để với lại cho thật yên tâm cho ai mà không muốn có máy tính này với lại cái hàm này nhé, đây được hàm này nhé, về tôi với lại này, với lại cẩn thận nhé, về tôi với lại cẩn thận cái chương trình hai của chúng ta là như sau, với lại chính xác chỗ này để cho chúng ta thấy nhé, với lại dép này, dép cái hàm của chúng ta là hàm quanh nên là n này. Đấy. Lại nhé, chúng ta đặt cái hàm f là cái mảng f là 0 nhân với n cộng 1. Đấy, chú ý nhé. Rồi bây giờ chúng ta đặt như sau này, for i in range từ 1 đến n cộng 1, từ 1 đến n, và chúng ta tính fi. Đấy. Bây giờ làm như sau, chúng ta đặt tem giống như trên, tem bằng max, mắt chúng ta tính ở phía trên rồi, đúng nào? Thì chúng ta đặt g bằng 1 và y g nhỏ hơn m n c g nhỏ hơn hoặc bằng y, chúng ta đặt cái y mà, hai chấm nhé, xong đặt tem bằng min của tem và 1 cộng với f, f của gì, f của y trừ đi cg đó, xong là như vậy. Chúng ta cần tính min mà chúng ta phải tăng lên là g bằng g cộng 1, xong hết cái chỗ, hết cái đoạn vòng ngoài này chúng ta tính là f của y, lại biến thành fi này, fi thì bằng tem, và ra ngoài vòng for này chúng ta nêu return return là fn. Được chưa? Đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 này, đây là 4 này, 5 này, 6 7 này, 8 9. Thì chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhá, phân tích nha. Cái hàm thì cái lệnh này là mất n, mất khoảng n thời gian, mất là on thời gian, chúng nhanh nhé. Cái lệnh này vào lập n lần. N lần đúng không nào? Ở đây nhá, đây là N lần này. Đấy. Cái chỗ này là một đơn vị thời gian, cái chỗ này là vòng lặp này, chỗ này là một đơn vị thời gian, cái vòng lặp này này cùng lắm nữa là M lần, M lần. Cái hai cái này là vẫn là không một thời gian thôi. Vậy suy ra ra như sau. Vậy ta có thể suy ra như sau nhé. Đây nhé, mình suy ra như này này. Ở phía trên này là ON, vậy thì sao suy ra là cái T của TN của chúng ta sẽ bằng dòng lệnh số 1 là ON này cộng với N lần, TM lần, nó chỉ là bằng cộng với một cái O của M nhân với N, O một ống kính nhé. Vậy suy ra nó chỉ là bằng là O lớn của M nhân với N, y như M là hằng số, vậy nó chính là bằng là ON. Thấy không nào? Vậy suy ra là cái bài toán của chúng ta ở đây chính là thời gian của chúng ta ở đây chính là chỉ mất ON rất là nhanh. Cái bài này là cái bài rất điển hình, nhưng chúng ta dùng cái thuật toán trên ấy, tối ưu ở trên ấy mà dùng lũy quy thì nó là lũy thừa, nhưng mà với N mà bỏ tiện N mà đủ lớn ấy thì nó rất là chậm,
Còn bài này luôn là nó tôi nghĩ nghe là rất là nhanh. Đấy, nhanh thì đấy. Đây là một ví dụ rất là hay. Đấy. Tôi trở lại cái bài này cho các bạn xem nhé. Bài này chúng ta sẽ ví chúng ta đồng thời chúng ta in luôn cả hai cái nhé. Green cái coin N này, cái hàm coin. Mình sẽ nhanh hơn rất nhiều lần so với cái ở trên. Đấy. Vẫn là hai thôi nhé. Bây giờ tôi cho N cực lớn này, thử xem nhé. Bên này cho là 1.000 này, nó sẽ 100 thì sẽ lâu nhé. 100 cho thử tính này. Đủ lâu chưa nào? Vì lâu là vì cái hàm tâm nhân tâm nhân tôi dừng lại một chút. Để tôi đổi lại, có thấy những đổi lại cái hàm này chậm hơn, tôi để ở dưới này. Để ở dưới nhé, để tính thử. Tôi chạy thử với N mà. Này 50 thôi. Chúng ta cảm nhận thôi. Như vậy cái đầu tiên rất nhanh là 13, còn cái sau là vẽ N 50 là rất là chậm. Nhưng mà cái bài này chúng ta dùng để quy bình thường giải tối ưu hoàn toàn luôn. Đây là giải đề này rất tối ưu hoàn toàn nhưng mà rất là chậm. Trên những cái máy ATM hiện nay giờ các ngoài các cửa hiệu nó không dùng cái này mà nó dùng cho nó dưới này. Cái này thì rất là nhanh, chỉ là ON thôi. Ôi giời, tôi làm như vậy chúng ta sẽ thời gian chúng ta nhanh quá, nhưng mà bây giờ đã hết thời gian rồi. Như vậy các bạn, hôm nay tôi chỉ giới thiệu một ví dụ thôi, nhưng mà để cho các bạn thấy là như vậy là tất cả những cái bài tập mà liên quan những quy động là nói chung là nó khó đấy, thuộc loại những lớp khó thì nó không có trong chương trình, không có nằm trong chương trình trung học phổ thông của chúng ta, không có lớp 1, không có lớp 12, và nằm một cái phần gọi là phần mở rộng thêm cho các lớp mà chuyên lớp ấy thôi. Nhưng mà cái phần này là cái phần mà nó rất là hay và nó rất đa dạng. Mỗi một bài tập nó lại là làm cái bài, mỗi cái bài tập mà dùng quy động nó làm bài toán rất hoàn chỉnh, rất là hay. Thì đây là tôi chỉ dạy các bạn một vài bài thôi nhé, hai một bài thôi. Thì chúng ta nếu sau này có điều kiện ấy thì chúng ta sẽ quay lại những cái bài tập này. Thì sau hôm nay tôi sẽ gửi cho các bạn một vài bài tập mẫu chúng ta làm thử. Thì nói chung là tất cả những bài tập liên quan quy động thì theo tôi nó không phải là dễ. Khi chúng ta làm nhiều ấy thì chúng ta sẽ có thói quen và làm càng nhiều thì nó càng trở nên nó càng chân chu hơn, càng dễ hơn. Nhưng mà mới đầu là nó khó. Thì tôi sẽ sau này tôi sẽ dành có thời gian tôi sẽ dành một số thời gian tôi sẽ nói sâu hơn về những bài tập khác. Phần quy động này là phần có rất nhiều bài tập. Bài tập quy động có là cái bài tập mà nhiều nhất ở trong các kỳ thi vừa rồi từ xưa đến nay. Và nói chung đây là một lớp cái bài toán rất là hay. Thì có gì các bạn cần hỏi gì thì các bạn cùng nhau, cái nhóm tôi vẫn giữ nguyên như vậy, không thay đổi. Và trên nhóm mình tôi sẽ có một vài buổi nữa, tôi sẽ thỉnh thoảng có thể tôi có thường xuyên ấy, có những buổi tôi chữa bài tập. Đằng nào thì năm nay là các bạn sẽ phải làm việc với rất nhiều, với chạy lớp 11 mà. Thì có những câu hỏi gì liên quan đến cái phần CS lập trình thì tôi sẽ trả lời. Khi mà vào năm học tôi sẽ có thường xuyên có những cái buổi gọi là buổi seminar, có buổi mà tôi nhấn mạnh thêm hay là hướng dẫn thêm sâu hơn thêm về Python, về cấu trúc dữ liệu vân vân. Chúng ta gặp lại nhau nhé. Thì lớp này chúng ta vẫn giữ nguyên lớp này và chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa nhé. Này còn tôi nói lại rồi, tôi hiện nay tôi mở xong lớp này và hiện nay tôi khi hết lớp này tôi sẽ quay sang cái lớp học sinh giỏi, gọi là học sinh giỏi. Lớp đó tôi sẽ thực sự đưa ra những cái phần lý thuyết và phần bài tập của những bài tập khó hơn hẳn, khó hơn một sâu hơn nữa như ở lớp của chúng ta nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, chúng ta không còn thời gian nữa để chúng ta học tiếp, chúng ta nghỉ ở đây thôi. Thôi thì các bạn cứ hỏi lên, trả lời lên nhóm nhé. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Chào các bạn. Rồi, cảm ơn thầy. Chào thầy ạ. Chào thầy nhé. Ừ.